cháy chùa Phật Quang ở Hà Nam. Đám cháy xảy ra tại chùa Phật Quang, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, khiến nhiều nội thất của khu vực giảng đường bị thiêu rụi. Vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 20 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo cháy xảy ra tại chùa Phật Quang. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Sau khoảng 30 phút tích cực triển khai các biện pháp chữa cháy, lực lượng chữa cháy đã khống chế được vụ hỏa hoạn, không để cháy lan sang các kiến trúc khác. Địa điểm xảy ra cháy tại khu vực giảng đường Pháp Vân Đường thuộc khuôn viên chùa Phật Quang, diện tích bị cháy khoảng 200 m². Chất cháy chủ yếu là đồ gỗ, giấy, nến ở khu vực tụng kinh và bàn ghế nhựa. Vụ cháy không có thiệt hại về người, nguyên nhân vụ việc và thiệt hại về tài sản đang được điều tra làm rõ.